Hello, xin chào các bạn. Lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ chôn nha. Mình sẽ làm một clip chôn. Chôn cái thằng trong tem á. Này, nó mới vô à, nó không biết gì đâu các bạn. Để mình chôn nó. Chôn nó cho các bạn xem nha. Nó đang còn nằm ngoài kia kìa. Để mình xoay cho các bạn xem. Nó đang nằm đó kìa các bạn. Để mình lại mình kêu nó đi mua mì cay ăn. Ê, tao đói quá. Đói mày à? Đi mua mì cay ăn với tao không? Suy nghĩ gì nữa, đi mua mì cay ăn đi chứ. Suy nghĩ gì nữa? Đi mua mì cay ăn đi, đi. Mày đi mua mì cay đi. Để tao ở nhà tao quay clip. Tí nữa tao chỉnh sửa video xong rồi tao đăng lên nữa. Đi mua mì cay đi. Nó đi mua mì về rồi các bạn ơi. Để mình kêu nó nào. Về sao? Vô nấu mì ăn đi, tao cũng đang đói nè, vô nấu đi. Ơ, mày quay cái gì á? À, tao không có gì hết, nay tao quay ăn mì cay. Thử. Nấu đi, mày cứ nấu đi. Ok các bạn, nãy nó kêu nó đi có việc rồi. Bây giờ mình đang đợi nước sôi. Các bạn thấy không? Mình đang đợi nước sôi nè. Mình đang đợi nước sôi để chôn nó. Để mình đặt góc quay ngay đâu để mình nấu cái xong rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Ok. Ok, nãy nó để mình review luôn. Để mình review luôn đó mì này nha. Nó hơi tối đó, các bạn thông cảm với mình. Đây, đưa cho các bạn. Cái này là mì siêu cay gì đó nha. Cái này là mì của Nhật Bản. Mình thấy cái nhữ Nhật Bản này. Đây nè, mình không biết cái gì hết. Miễn sao có mì ăn là được các bạn. Để mình chôn nó. Cái này đã cay rồi mà. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Đợi nước sôi lâu lắm các bạn ơi. Nãy giờ nó cũng chưa sôi. Cái bình ga nhỏ quá. Mình không có, mình không có bình ga lớn nên giờ nó chưa xong. Nó đang đợi, mình đang đợi nó sôi nè các bạn. Các bạn thấy không? Nó sôi reo reo rồi đó. Nó sôi reo reo rồi. Bởi vì để mình nấu xong, để mình xong rồi mình quay cho các bạn. Chứ mình vừa quay vừa gì khó lắm các bạn ơi. Có mình quay à. Còn mấy anh kia thì đi công việc hết rồi. Ok các bạn, mình sẽ chỉ cho các bạn cách chôn của mình ra sao nha. Mình sẽ nấu mì cay cấp độ 7 cho nó xem. Người ta thường nói là cấp độ 7 nha. Bây giờ mình nấu cấp độ 10 cho nó ăn luôn. Các bạn đợi mình nè. Mình sẽ chỉ cho các bạn nấu. Mình sẽ đổ ớt. Nãy có ớt mình cắt sẵn rồi. Mình sẽ bỏ mì vô nha. Xong mình gọi nó về cho nó ăn. Nãy nó nói là nó đi công việc gì á. Để mình bỏ nước vô đỡ nha các bạn.
cái mặt mình lên hình hơn, xấu lắm. Chứ không có đẹp trai đâu, nhìn ngoài đời là người ta chạy luôn à. Đéo tin. Mình đang đợi nước sôi, nãy giờ nước chưa sôi, cái nãy mình bật lên cái mình tắt, giờ nó nước nó chưa sôi, giờ mình đang đợi nước nó sôi các bạn nha. Ok, khi nào mình nấu xong mình sẽ quay cho các bạn xem. Bây giờ mình nấu xong mình sẽ quay cho các bạn. À, nấu xong rồi nha. Mình nấu xong hai con mì rồi. Mình đang đợi nó về để chôn nó nha. Để mình đặt góc quay đã. Chắc nó không thấy gì đâu các bạn. Chắc là không thấy không. Để mình có quay. Cứ đặt kiểu vậy là nó thế đó. Ok. Thế vậy mình đặt xong nha. Okay. Nó đi đâu mà lâu lắm các bạn ơi. Đợi mình xíu. Nó đang về á. Nó về rồi nha các bạn. Ok. Nấu xong mì rồi, vô ăn nè. Ok, đi. Về quá. Mày làm mày giờ được. Ok, mày xong rồi đó. Bữa nay review hả? Ừ, bữa nay review mì. Ăn đi. Đảo nè, ngon lắm. Ngon, mì ngon lắm. Sao tôi tô tao nhiều hơn tô mày mày? Không biết nữa. Giờ thì ai ăn nhanh hết đâu. Ai ăn nhanh hết, nhanh là thắng hết. Sao cay hết à? Cay đâu ngon mà. Có cay gì đâu. Bình thường mà cay đâu. Thôi nổ nước uống đi. Thấy bình thường mà, cay đâu. Như vậy à, biết à. Mày chôn tao hả? Bây giờ mày chôn tao hả? Có đâu, ăn đi. Mày điên hả? Tao mà chôn mày gì? Thôi tao như vậy sao ăn rồi. Tao chôn mày đâu, vậy giờ bình thường mà cay gì. Thank you.
chôn nó mà bắt không được chôn không. Ủa mà mày cái đặt cú quay ở đâu mày chôn tao hả? Đặt đâu đâu vậy? À, nó chạy hết nước mắt này rồi. Thôi rồi. Chúng tao phải không? Hả? Chúng tao phải không? Đi nè. Đang ngon rồi ăn trốn gì? Tu. Đâu có quay đâu mày? Mày để đâu vậy? Tu, má mày để đâu quay đâu phải không? Bây giờ mình trốn nó nè. Mà nó không biết gì hết, nó ăn cũng gần hết tô luôn. Mà nó không cảm nhận gì hết, nó cứ kêu mình chôn nó không à. Nó cũng ráng ăn nè, nó đang ăn đó. Nó cay rồi nó cũng ăn. Nó thấy biết mình chôn nó mà nó vẫn ăn. Hay, nếu mà hay subscribe like cho mình nha, chia sẻ cho mình.